Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cái khu vườn của vợ chồng mình. Thì đầu tiên đây là cái dàn bầu sao. Có nhiều quả bông bự lắm, cỡ chắc một tuần là được ăn rồi. Đây mình sang bên này cho mọi người xem thêm nha. Nhìn thích không mọi người? Đây, mấy quả nhỏ này thì nhiều. Tụi mình trong bầu thì không có đất nhiều cho nên chỉ trong chậu thôi. À, một chậu. Hai chậu. Đấy. Đây, còn đây là cái vườn cà tím của mình, cũng thu hoạch được vài lần rồi, ăn thích lắm. Đây mình chỉ cho mọi người, bên này có quả bự này. Đấy, thấy không? Wow. Quả này nắng ạ. À. Quả này là hài ăn được đây này. Đây trong ngay còn quả này này. Hai quả. Wow. Nhìn đá không? Ủa trời, đây quả nhá. Giờ này quả này. Đấy. Bên này có một quả đang ra nữa. Đấy. Đấy, cái cá tím này đi, trong thế này đi. Nó cứ ra dần dần này. Ăn quả này xong quả khác là ra tiếp. Một cái garden bed này là mình mua một cái tray. Mình mua một cái tray cá tím ở Bắc Ninh á, là về được một cái garden bed này đó. Là về trong là thoải mái. Này, mấy quả nhỏ nó chuẩn bị ra tiếp này. Thì mình thấy hai vợ chồng mà làm một cái garden bed này là ăn là thoải mái. Còn bên này mấy cây cà pháo, mấy trồng thử xem thế nào. Có mấy quả nhỏ này. Đây vườn hè. Đây bây giờ sẽ cho mọi người xem cái hành tây. Đây là vườn dưa leo của mình. Trong vườn này là mình khoái nhất cái dàn dưa leo này đây. Tại cứ 2-3 ngày đi ra là 2-3 quả về á. Nhìn thích lắm. Này, trong này này. Đó, 2 quả này. 3 quả này. Thử hái liên tục mọi người ạ. Bên này rồi này. Đây. Thấy không? Nó ra liên tục, ăn không kịp luôn. Hành tây này. Người thấy cái góc nó bự không? Wow. Đây là cái gian mập hương của vợ mình. Wow, thấy quả nhóc không? Thấy không? Lúc này mình mới hái một trái rồi. Để tối nay nấu canh ăn này. Đây còn mấy trái đây. Còn đây, đây là dàn mập đằng của mình. Đấy, nó mọc tốt lắm. Nó ra qua trời quả nhỏ này. Đấy. Nhiều lắm. Đó, ở nhà làm mà vườn rau như thế này là vừa sạch mà vừa được ăn đồ tươi nữa. Nhiều không? Đấy, ngày nay chỉ có đi ra tưới nước thôi chứ không cần phải làm gì nhiều. Đấy.
Đây, cái này là lúc này mình vừa mới cắt vừa mới thu hoạch xong này. Bây giờ mình dẫn mọi người đi vô hải bên áo nhá. Này nha. Đó. Đào. Đấy, cứ ngay ngay đi ra thăm vườn là thu hoạch có rau củ tươi ăn sướng. Mọi người chúc mọi người vui vẻ nhá. Mình đang tỉnh đi vào thì vợ mình lại ra thăm vườn rau khoai á, rau lang. Đây, muốn hái một ít vào để chiều nay ăn các bạn ạ. Thấy vườn rau lang tốt không? Một vườn rau khoai này thì hai vợ chồng ăn không kịp. Ăn thoải mái luôn. Nón thế này đi ngoài chợ không bao giờ kiếm được mấy cái đồ non như thế này. Đây vừa mình mới hái được nấm rau khoai đấy. Hái thêm nữa không? Đây là cái vườn ớt của vợ chồng mình, nhưng đang hết đất vì là chưa có thời gian để trồng vào garden bed nên cho nó nằm trong chậu rồi đã. Đấy, qua chừng đây là thành quả thu hoạch của hai vợ chồng mình ở sau vườn vào một buổi sáng. Đấy, mọi người thấy thích không? Có dưa leo, mướp hương, mướp đắng, với cà chua, với ớt, với rau khoai. Đấy, như thế này là khỏi đi chờ mua rau nhá, mà nó lại tươi nữa. Đấy, mọi người thấy thích không?
Mọi người xem video thấy hay thì like và chia sẻ cho kênh YouTube của mình với nha. Cảm ơn mọi người.